bản tình duyên kiếp hẹn hò. Ai mua chân mà người đem chân đi bán, người định bán bao nhiêu một ánh trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua một vần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian nàng bu
thầm ơi, tôi đã quên nàng, sao nàng chẳng quên tôi. Tiếc chi nữa một mảnh đời cô quạnh, thôi hãy về đi kẻo sương khuya suốt lành. Lành dần chân và lành thấm dài. Vâng, xin cảm ơn anh Trường rất nhiều ạ. Bây giờ đã